Hello, xin chào thẻ, nó có trở lại video của Hoàng nha. Hôm nay thì Hoàng giới thiệu với anh em một cây cưa xích Komatsu G370 cho anh em. Đó, con này thì nó là hàng của Nhật xịn nha các nhá. Đó, mẫu đời cao thương hiệu Komatsu thì anh em biết rồi, cực kỳ đẳng cấp luôn. Của hãng Komatsu sản xuất ra thì không có cái máy nào mà dở luôn nha anh em. Đó, toàn cây hàng chuẩn, xài tốt nhất trong các thương hiệu của Nhật luôn. À, con này thì là công suất tầm nhỏ nha, nhỏ vừa vừa thôi, không phải dòng lớn lắm nha. Nhưng mà cắt cũng khá ok, nói chung anh em cắt trong gia đình là thoải mái luôn. Một cây hàng chất lượng cao nha, chứ không có phải hàng giá rẻ nha. Con này nó nòng của nó là 39 ly, đó, công suất của nó là 37cc nha. Lam dài được 50 trừ chân ốc còn được khoảng 40 nhé. Đó, xích là xích 325, đó. Đây, con này thì máy rất là đẹp luôn. Bô viết đổ zin hết nha mọi nhá. Lốc đổ zin hết, máy zin hết. Xài chế One Pro. Dòng này thì cực kỳ tiết kiệm xăng và nhận nổ cho anh em. Đây, máy đồ em bao zin hết nha. Ống xăng đổ zin hết. Dây điện zin. Đó, chế One Pro. Điện đó Fuji đổ zin hết. Chung máy là nhập nguyên của anh em mãi về bao zin cho anh em toàn bộ luôn. Nổ bao êm. Đó, anh em là có nhu cầu mua dòng Komatsu G370 thì anh em là ủng hộ em nhé. Đó, con này thì anh em lấy về sử dụng thì nó rất là nhạy nổ này, phanh xích có luôn nhé, phanh xích còn tốt này. G370 đó, nó có tem Komatsu đây nhé. Đó, con này thì trông giống thiết kế giống dòng máy tàu đây nhé. Mấy tàu nó nhái theo cái con này nên là trông nó thiết kế rất là giống nhau nhá. Đó, con này thì hiện tại giá đang bán anh em là giá 4,2 triệu. Bên em miễn phí vận chuyển tận nhà cho anh em luôn. Đó, anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại giúp em nhé. Em tặng cho anh em một chiếc rũa xích, một chiếc tip mở buji, một chiếc tô vít chỉnh xăng gió nha các nhá. Đó, rồi xin phép test nổ cho anh em nghe thấy máy ạ. Bao rin nha anh em. Chốt thì liên hệ qua số điện thoại cho em nhé, bao ship tận nhà. Hàng này thì anh em chỉ cần đọc tên là người ta biết hàng cao cấp nha các nhá. Rồi xin cảm ơn anh thầy ạ.